lại với kênh Đà Nẵng Sister. Welcome back to Đà Nẵng Sister. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quán ốc rất là ngon ở Đà Nẵng. Bên cạnh mình là cô chủ quán. Dạ, con chào cô. Dạ, cô có thể giới thiệu tên và địa chỉ quán ốc của mình được không cô ha? Cô là tên Lan. Dạ. 344 Trần Đức Vương. Dạ, thì không biết là quán ốc của mình là mở từ mấy giờ đến mấy giờ cô ha? Cô mở từ 5:30 tới 11 giờ đêm. Dạ, 5:30 tới 11 giờ đêm. Dạ, thì không biết quán ốc mình là bán từ khi nào cô? Cô bán được một năm mấy rồi, chị cô cũng nhớ nữa. Được năm mấy rồi đó. Dạ, thì lần trước đó là con... Dạ, thì lần trước con có đi ngang quán ốc mình là con thấy rất là đông khách. Nên con cũng vô tình thôi, con đi vào ăn, con thấy ngon quá. Nên hôm nay con quay lại để mà giới thiệu với các bạn khán giả biết về quán ăn của mình. Thì cô có thể giới thiệu cho con cái những cái loại ốc ở đây và những cái món ăn của mình được không cô ha? Dạ, được chứ cô. Dạ. Đây cô... là ốc bươu con. Dạ, cô có thể xới lên cho con coi với. Wow. Đây là ốc bươu nè. Dạ. Rồi đây là ốc bươu. Hấp dẫn quá. Đây là ốc hút. Ốc hút. Ốc hút. Ốc hút được. Dạ. Dạ. Ốc này là ốc suối. Suối ốc vàng. Ốc suối vàng. Suối vàng. Chính xác luôn con. Ở trên suối luôn. Ừ, trên suối luôn. À, ốc này rất là, tôi thấy rất là hiếm. Hiếm lắm. Một mình độc quyền mình cô có thôi. Dạ. Ốc như là đinh đen. Ốc đinh là này. Cũng trên suối luôn hả cô? Không, ốc như là khác. À. Ốc như ốc đinh nè. Đinh đen. Đó, đinh đen. Đây còn con thấy cái niềm rất là thú vị. Cái niềm hấp dẫn này cô. Cái niềm là chua ngọt. Đu đủ xoài, chua ngọt, gòi chua ngọt không? Mấy ký đó cô? 25 kg. Wow. 10 trái xoài. Còn đu đủ là 25 kg. Wow. Con thấy không phải là chỉ cô cắt không mà cô còn ngâm chua rồi mỡ ớt cũng là kỳ công ha. Công ghê lắm. Cô cho con coi cái này là nước mắm gừng chua ngọt. Hấp dẫn của cô. Đây là nước mắm gừng. Dạ, bên cạnh là hành phi. Hành phi. Bên này đây là dừa. Cái này rất là đặc biệt luôn cô. Con ăn ốc của cô là con thích ăn cái này nhất á. Dạ. Quay xong là cô mời ba đứa lại ăn. Dạ. Thì ngoài ra là con có thấy cô còn bán bánh tráng nữa. Đúng cô rồi, bánh kẹt bên đây đây cô. Dạ, đây bên đây có anh đẹp trai đang nướng bánh. Bánh này là bánh cuốn bò khô. Còn bánh này là bánh pate. Ồ. Bánh này là pate đây con. Pate mình làm đó. Dạ, pate tự nhà làm luôn, hàng chín ngon, béo. Rất là thơm mà bánh. Dạ, đúng rồi, rất là ngon, xuất sắc. Cô đẹp trai nè, đẹp trai đó. Có anh đẹp trai nướng bánh nữa. Dạ. Cô cho con phỏng vấn là quán mình á, là vì rằng con thấy nhân viên ai cũng là trai xinh gái đẹp hết, thì không biết là cả nhà mình cả nhà bán mình, luôn hả cô? Cả nhà mình con cháu anh em nhà luôn, còn dạ. Không còn gọi ai hết. Dạ rồi, rất thì cô cho con á một dĩa ốc bươu, một dĩa ốc đá, ốc suối, này suối vàng, ốc suối vàng. Dạ, với lại một chỉ ốc hút. Dạ rồi. Với lại là cho con một pate nướng. Dạ. Ăn gì nữa? À, với một ốp la pate cô. La pate. Dạ. Được chưa? Dạ rồi. Cảm ơn cô. Mời mấy cô con ăn ngon. Chui ui. Đã dễ sợ. Cái này cũng mắm luôn. Cô một ngày cô bán bao nhiêu ký ốc bươu cô? 50 kg thôi. Còn những loại ốc khác? Loại ký là những loại ốc khác thì là 60 kg, loại là 20 kg. 50 kg ốc bươu, 60 kg ốc khác là 101 kg mà cô bán trong vòng có 5 tiếng đồng hồ. Rồi đúng rồi. Wow. Vì mình bán ăn rất là rẻ. Dạ. Và những khẩu vị đi là họ thích. Dạ. Họ yêu cầu khách yêu cầu bao nhiêu là mình cứ bỏ cho khách bao nhiêu. Dạ, nên là mình các không bạn là tiết kiệm. Dạ, mình không rồi. Tiết kiệm những cái đồ như thế để kiếm được khách nhiều. Dạ, bởi rất nên là số lượng mà cô bán là cũng biết được là cô bán ốc ngon và nó sạch sẽ như thế nào nên là rất là nhiều khách tới đúng không cô? Ốc nhà cô là làm từ ngọt.
giống nó nhiều hơn là tìm cái thóc chứ không. Ờ. Các bạn ơi, tất cả những cái món ăn mà mình order là đã ra rồi. Mình gọi ở đây là ba loại ốc. Ở đây là có ốc bươu, ốc đá vàng với lại là ốc hút. Còn đây là bánh tráng ba tê và đây là bánh tráng ba tê ốp la. Ngoài ra là cô sẽ cho một cái dĩa rau và dưa, đồ chua ăn kèm. Bây giờ mình xin mời các bạn cùng ăn với mình nha. Đây mình sẽ ăn trước cái món ốc bươu. Ok. Đây. Ốc bươu ở đây rất là to. Có ốc này. Ồ, rồi ra rồi. Ta-da. Ok, mình sẽ chấm cái nước chấm này và ăn. Ốc rất là giòn. Mà lấy cái vỏ ốc á, mình múc nước. Nước ốc ngon. Ăn tiếp thêm con ốc nữa nha. Nãy giờ quay phim cũng hơi bị nhiều luôn á, mà cái nước ốc vẫn còn nóng. Đây, các bạn ơi. Sẽ ngắm vào đây. Hơi ngại, mọi người nhìn xung quanh nhìn quá. Ốc ngon, giòn.
con ốc này cũng hơi khó hút. Ốc đá vàng béo béo. Đây nè, ốc là mình sẽ Ngọc thấy á, là hai con ốc này nhìn cũng hơi khó phân biệt á. Không biết được không hả? Con ốc đá vàng là cái vỏ trơn, còn cái con ốc út là cái vỏ sần sần. Đó, bây giờ thì mình sẽ ăn qua thử món bánh tráng này. Đây, ăn bằng tay luôn. Bạch tê béo. Bánh tráng nó vừa dẻo dẻo, dai dai. Mình sẽ ăn cái bánh này. Cái bánh ốc gà bạch tê. Bánh lại ăn nó trứng béo lắm nè. Chính xác. Ăn miếng cuối cùng nè. Nani? Ốc
bắt mương. Chấm rồi đây. Good, gió ăn rứa không hợp đáp gì chưa? Cái nước mà hấp cái nước á là nước ốc đó. Ê gì ông bà hay nói là nhạt như nước ốc, nhưng mà thấy nước ốc của cô ngon nha. Chị ốc bươu nè, bưới lên. Hình như còn có mấy con rồi, Thảo ăn hết rồi. Thảo ăn hết rồi. Còn đâu, còn đâu, còn gì nữa. Còn mấy chục ký, lo chi ăn hết rồi. Cô có một thùng ốc luôn các bạn. Đây, Ngọc múc cái nước. Nè, ở trong con ốc đó, có cái nước. Yeah. Theo thói quen là hay vứt xuống đất, nhưng mà ở đây cô có cho cái dĩa để bỏ ốc vô. Ngon. Lâu. Rung. Rắn này. Ngày nay uống 2 ly cà phê nên rung. Không rung, không biết bị răng tay nó rung vậy sợ.
mỗi lần mà Ngọc ăn ốc hút á kìa là hay dành húp cái nước ốc á. Bữa trước mình tới ăn á là mình không có quay phim á nên là mình ăn ốc nóng hổi luôn, mình cầm bỏng tay luôn á, ốc mới ra ngon. Nhưng mà vì các bạn nên mình sẽ vứt đi cái cục xí hổ lại, mình cũng cần nữa mình mới đường nha. Nhưng mà bình thường mà mình đi ăn thôi, quán nào ngon quay làm review cho các bạn đi ăn. Đúng không? Đúng rồi. Ngon quá. Đâu? Không sao đúng không các bạn? Ốc luộc. Sài Gòn á thì có món ốc len tàu dừa, ốc 7749, tất cả các loại ốc chế biến rất là sáng tạo. Đà Nẵng thì có ốc hút. Đúng không? Không biết quê các bạn. Ốc đá nè. Mà đá. Ừ. Cái bãi của Đà Nẵng. Bãi rạn. Bãi đá, bãi rạn, bãi đá đen nữa hả? Nhưng mà lạ là hình như Đà Nẵng có bỏ dừa ở trong món ốc á. Ngon. Mà ăn ăn kèm cái đồ ăn kèm nó làm cho tăng thêm hương vị. Giới thiệu cho bạn bè quốc tế. Hi my friends, today I will eat the snail. It's a Vietnamese snail and Vietnamese people really like to eat snail and they have a 1,000 way to recipe to cook snail. Nhưng mà ở bên Pháp á, bạn Ngọc ăn ốc sên. Ốc ở Việt Nam là phải ăn gọi là street food. Đúng rồi. And maybe you guys really surprised because we eat on the street because the street is in Vietnam, the street is not you work. But you can enjoy your dinner, your lunch. And you can enjoy the atmosphere and you can see the view in the vehicle, very hustle and bustle. And nói chung là enjoy, không có nơi đâu có được cái không khí giống như Việt Nam. Có nhiều người bạn nước ngoài đến Việt Nam cũng phô lên lớp cái đồ ăn của Việt Nam. I think the best way to under the other traditional and country and other culture is that you need to try the traditional food and local food so that you can feel how the local people cook, how the local people communicate each other. Is that right? Huh? Ngon ngon. Xin chào tạm biệt các bạn. Mình xin off video tại đây và sẽ cùng thưởng thức những món ăn này cùng nhau. Và mình hy vọng là một ngày nào đó khi các bạn đến và du lịch Đà Nẵng thì hãy ghé quán ốc này và cùng thử. Và mình cũng hy vọng là một ngày nào đó các bạn sẽ comment là ô bạn đã tới cái quán ăn này và cũng cảm thấy là món ăn này cũng rất là ngon và rất là đáng thử. Xin chào tạm biệt các bạn và các bạn ở những video tiếp theo. Và hãy các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của hai chị em mình nha. Biết thêm nhiều món ăn ngon, những nơi đi chơi vui. Ủng hộ kênh cho hai chị em mình nha. Nhớ bấm subscribe và nhấn cái nút chuông á, là khi nào mình đăng cái video mới thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận thông báo. Bây giờ thì mình tiếp tục đánh giá. Bye bye. Yo, cheers. Bye, see you.